Trước cuộc làm việc mà mọi người quan tâm đang chú ý, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết ba điểm mà Thủ tướng muốn các bộ ngành cơ quan chức năng liên quan làm rõ. Điểm thứ nhất là việc giao thu hồi đất đối với ông Đoàn Văn Vương đúng sai ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan cá nhân nào. Thứ hai, hoạt động cưỡng chế tổ chức có theo đúng quy định và trong quy định pháp luật khi nào cần sử dụng đến biện pháp cưỡng chế. Và nếu không đúng thì sai ở điểm nào, tổ chức nào, cấp nào chịu trách nhiệm. Điểm thứ ba, có chủ trương hủy tài sản trong vụ cưỡng chế không? Nếu có thì chủ trương đó do cấp nào, do ai đưa ra? Tin cho biết, cuộc làm việc của Thủ tướng tại Hải Phòng bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều và đến 5 giờ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam có cuộc họp báo thông tin về kết luận của Thủ tướng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Theo ông Vũ Đức Đam, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận hai quyết định giao đất 447 và 220 của huyện Tiên Lãng đều không đúng pháp luật. Đến hai quyết định thu hồi 460 và 461 cũng trái pháp luật. Vì quyết định thu hồi không đúng nên việc cưỡng chế cũng không đúng. Còn về việc hủy hoại tài sản của gia đình ông Đoàn Văn Vương, Thủ tướng yêu cầu xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Huyện Tiên Lãng sai phạm trong vụ cưỡng chế đất đầm gia đình ông Đoàn Văn Vương. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tấn Dũng, còn có nguyên nhân khách quan từ những bất cập của luật đất đai Việt Nam. Vì những bất cập này mà có đến 70% vụ khiếu kiện là khiếu kiện đất đai và nhiều vụ chưa xử lý dứt điểm. Ông Thủ tướng cũng không quên nhắc phải khẩn trương đưa vụ án giết người ra xử với những tình tiết giảm nhẹ. Có thể bản thân bốn người trong gia đình họ Đoàn đang bị giam chờ ngày ra tòa vì bị khởi tố tội danh giết người và chống người thi hành công vụ, không biết được những gì đang diễn ra bên ngoài những bức tường nhà giam từ ngày 5 tháng Giêng cho đến nay. Tuy nhiên, hai người phụ nữ được tại ngoại có thể nói từng ngày từng giờ mong mọi công lý được thực thi đối với gia đình họ. Những điểm không chỉ Thủ tướng mà nhiều người thắc mắc trong vụ cưỡng chế hôm ngày 5 tháng Giêng cùng những khúc mắc khác về đất đai khu đầm nuôi trồng thủy sản tại Tiên Lãng được mọi người trông đợi ánh sáng công lý soi rọi. Ngay sau khi được biết kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với vụ cưỡng chế buộc chồng và người thân của họ phải nổ súng hoa cải và mìn tự tạo, làm cho bốn công an và hai dân quân bị thương và họ bị buộc tội chống người thi hành công vụ, thì cảm tưởng đầu tiên của họ được bộc bạch như sau. Trước hết của bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vương. Ông khó với bác mà gia đình cũng rất mừng ạ. Nhưng mà rồi cái chuyện mà sẽ xử lý vẫn đưa ra xét xử thì gia đình nghĩ như thế nào ạ? Gia đình nhà chúng em viện nhờ đảng, chính phủ, chính quyền làm sao vì xử lý cho nó đích đáng, đúng người, đúng tội ạ. Vâng, và còn mong muốn gì nữa không ạ? Em mong muốn rất nhiều. Dạ, trước hết là những điều gì thưa chị? Nó mừng quá ạ, mừng quá thì em không nói được xiết ạ. Và bà Phạm Thị Báo, vợ ông Đoàn Văn Quý. Gia đình em đang mừng lắm ạ, đang theo dõi trên mạng đây, và rất là mừng ạ. Có những cái mong mỏi như thế nào nữa ạ? Em mong muốn là Thủ tướng sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cấp em là giải quyết làm sao cho vụ việc nhà em được nhanh chóng ạ, và công bằng ạ. Giờ cái chuyện mà mình phải chịu đựng rồi những cái người mà phải ở trong trại giam thì như thế nào ạ? À, dạ thưa anh, bây giờ thì mình phải chấp nhận hy sinh thôi anh ạ. Vì như em đã nói đấy, cái mất của nhà tôi là cái được của toàn xã hội đấy anh ạ. Nên là mình phải chấp nhận hy sinh thì mới có được cái ngày như cái bài phát biểu của Thủ tướng hôm nay đấy ạ. Tiếp đến là những người cùng tham gia liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lờ huyện Tiên Lãng. Những người suốt hơn tháng qua cũng lo lắng nhưng cương quyết lên tiếng vì sự thật và lẽ phải, cũng chờ đợi giây phút Thủ tướng ra kết luận về vấn đề liên quan đến khu đất đầm mà họ lâu nay nuôi trồng thủy sản để sinh kế. Ông Tổng Thư ký Liên Chi Hội Vũ Văn Luân cho biết. Đầu tiên cũng rất là vui về cái việc này, vì đó là chân lý. Và chúng ta đã khẳng định được chân lý suốt từ những cái năm 1993 đến bây giờ. Và cảm tưởng của người dân sẽ rất hoan nghênh quan điểm đó của chính phủ. Và quan điểm đó là quan điểm hợp nông dân. Nhưng mà như ông nói đó là mình đã nhận ra cái sự sai từ năm 93, nhưng mà vì sao cái điều sai trái đó nó vẫn kéo dài lâu đến thế ạ? À? Tôi cho rằng cái này là một cái vấn đề, thứ nhất là yếu kém trong vấn đề quản lý. Cái thứ hai nữa là cái ý đồ khuất tất của họ xuất từ năm 1993 đến bây giờ. Cái thứ ba nữa đó là cái vào cuộc của các cơ quan đoàn thể với các cấp mà xảy ra vấn đề này nó muộn quá, nó chậm quá. Có nghĩa đây là một cái tình trạng tương đối lớn của Việt Nam. Đấy, bởi vì nó liên quan đến rất nhiều cái vấn đề, nhưng mà khiếu nại tố cáo thì cũng có cái nhiều cái ảnh hưởng.
luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì nó có cái những cái hạn chế. Và thanh tra thành ra là cái việc này nó xảy ra thì có lẽ là đây là những cái vấn đề mà Đảng và Chính phủ Việt Nam tới đây sẽ phải tổng kết rút kinh nghiệm rất lớn. Đó là mới là quan điểm thôi, còn cái việc thực thi thì các ông cũng mong muốn như thế nào ạ? Về vấn đề thực thi thì tới cho rằng là còn một thời gian nữa và chúng ta sẽ chờ đợi thời gian chứng kiến cái việc thực thi này. Xin phép được nhắc lại, ông Nguyễn Tấn Dũng vừa là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là đại biểu Quốc hội đơn vị Hải Phòng, vừa là Thủ tướng Chính phủ. Theo nhiều người dân trong nước lâu nay, Thủ tướng từng có ý kiến đối với một số vụ việc lớn ở Việt Nam, nhưng rồi việc thực hiện theo chỉ đạo đó cũng chẳng mấy rõ ràng. Dù đã có kết luận của Thủ tướng về vụ gia đình họ Đoàn tại Tiên Lãng, Hải Phòng, nhưng quá trình đi đến thực thi những chỉ đạo đó, thực tế thời gian sẽ trả lời và mọi người tiếp tục chờ đợi. Trong khi cuộc sống của gia đình ông Đoàn Văn Vương biết đến bao giờ mới được trở lại như cũ, bản án dành cho bốn người trong gia đình họ Đoàn nặng nhẹ thế nào tiếp tục làm dư luận xôn xao, dân chưa thực sự an lòng trước mọi diễn biến xảy ra.